Lý do đầu tiên thì mình cũng phải nói luôn đó là thu nhập và một tí hơi cá nhân một chút, chứ mình giải quyết cái bài toán mà không phải là ai cũng hiểu. Và Cái gì đã truyền cảm hứng cho anh để theo đuổi sự nghiệp phân tích dữ liệu? thật ra là giống như anh nói với em, nó có hai lý do. Lý do đầu tiên thì mình cũng phải nói luôn đó là thu nhập. Tại vì ở cái thời điểm mà anh quyết định tập trung vô cái câu chuyện data science đó, thì nó là cái giai đoạn đầu của cái làn sóng về data. Thứ nhất là mình thích cái công việc, mình cảm thấy là mình thích giải quyết vấn đề thông qua dữ liệu. Và một tí hơi cá nhân một chút, chứ mình giải quyết cái bài toán mà không phải là ai cũng hiểu và giải quyết được. Chứ giống như anh nói mới nãy á, từ khi mà business, thậm chí ở thời điểm hiện tại, rất nhiều quyết định của business nó đến từ gut feeling, từ cái cảm giác cá nhân hoặc là những kinh nghiệm cá nhân. Mình không nói đó là cái quyết định đó là hoàn toàn sai, chỉ là nó không có được khách quan, và đôi khi cái việc ra quyết định mà nó không khách quan thì nó dẫn tới những cái hậu lụy không đáng có. Thì khi mà mình biết được là ok, với các phân tích dữ liệu mình có những cái phương pháp khoa học để mà mình đưa ra một cái kết luận nó khách quan hơn, và mình vì vậy nó ra những kết quả tốt hơn, thì anh cảm thấy anh thích cái chuyện đó. Và chưa kể là ở thời điểm đó anh cảm thấy lập trình để mà máy tính nó sẽ đưa ra những kết luận tốt hơn con người thì khá là thú vị. Thì tóm lại thì có hai lý do: một là vấn đề thu nhập, anh nghĩ là anh cố gắng anh bắt một cái trào lưu mới, cái thứ hai là vì cái sở thích cá nhân của anh.